ngày 26 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, VietinBank tổ chức lễ ra mắt trung tâm khách hàng phía Nam. Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Đình Phong, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Dương. Về phía VietinBank có ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trần Minh Bình, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, ông Trần Văn Tần, thành viên Hội đồng Quản trị, bà Trần Thu Huyền, thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc khối nhân sự, ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc. Hướng tới mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh tại khu vực trọng điểm phía Nam, VietinBank quyết định thành lập Trung tâm Khách hàng phía Nam có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất và nâng cao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng khách hàng kéo dài phía Nam ở tất cả các phân khúc khách hàng. Tại buổi lễ, Hội đồng Quản trị VietinBank công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm. Ông Nguyễn Xuân Vũ, trưởng văn phòng đại diện VietinBank tại thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ giám đốc trung tâm kiêm trưởng văn phòng đại diện VietinBank tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thành Xuân, giám đốc VietinBank Đông Sài Gòn, giữ chức vụ phó giám đốc trung tâm kiêm trưởng phòng phát triển kinh doanh 1. Ông Phạm Hồng Tuyên, giám đốc VietinBank Bình Dương, giữ chức vụ phó giám đốc trung tâm kiêm trưởng phòng phát triển kinh doanh 2. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank Lê Đức Thọ yêu cầu trung tâm có trách nhiệm xây dựng và đề xuất chiến lược phát triển kinh doanh ở khu vực phía Nam, đồng thời đề xuất các chính sách, sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng của khu vực. Trung tâm cần phối hợp chặt chẽ với các khối khách hàng trong công tác quản lý khách hàng, đảm bảo tính thống nhất, phân tích, nắm bắt nhu cầu của khách hàng và thị trường để đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Vũ, giám đốc trung tâm khẳng định, ban giám đốc cùng tập thể cán bộ trung tâm sẽ đoàn kết, nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ, đột phá các hoạt động kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trọng điểm phía Nam, đáp lại sự kỳ vọng của ban lãnh đạo VietinBank. Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao và tin tưởng trung tâm sẽ mang đến nhiều lợi ích cho các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. VietinBank nâng giá trị cuộc sống.